Wow, các bạn ơi, wow, ở đây mình tìm thấy rất là nhiều đồ chơi con vật và xe này các bạn ơi. Wow, những đồ chơi con vật xe đây bị bao phủ những cái lớp bùn nha các bạn nha. Và bây giờ mình sẽ nhặt hết những đồ chơi xe và con vật đây, mình đem mình đi rửa, mình xem thử là xe đồ chơi ra sao và con vật gì nha các bạn nha. Wow, các bạn ơi, mình sẽ nhặt vào cái rổ đây nha. Và ở đây là có một cái rổ rất là to nè. Wow, các bạn ơi, mình thấy rất là nhiều đồ chơi xe luôn. Wow, đây là xe đồ chơi nè các bạn ơi. Wow, aha, cái tay của mình cũng bắn ấy như là đồ chơi xe luôn. Wow, đây là đồ chơi con vật nè. Wow, đây là con vật nè các bạn ơi. Wow, rất là nhiều đồ chơi con vật bỏ binh luôn. Wow, aha, các bạn ơi, à, ở đây là có một cái mặt nạ này các bạn ơi. Wow, một cái mặt nạ gì đây nhìn rất là ngầu luôn. Wow, mình sẽ nhặt hết nha. Wow, các bạn ơi, các bạn nhặt cùng mình nha. Wow, wow, một cái xe đồ chơi bự nè các bạn ơi. Wow, xe đồ chơi rất là to và bự luôn. Wow, rất là nhiều xe này các bạn ơi. Wow, các bạn ơi. Xe đồ chơi đã chưa? Wow, Sikuli. Wow, một cái máy bay này các bạn ơi. Wow, à, bên này lại có một cái mặt nạ nữa nè các bạn ơi. Wow, rất là nhiều xe luôn. Wow, các bạn ơi, ở đây mình thấy hình như là có những hình người dưới đây này các bạn ơi. Wow, bên này rất là nhiều đồ chơi con vật nữa các bạn ơi. Wow, bên kia mình thấy còn rất là nhiều con vật nữa nè. Wow, các bạn ơi, rất là nhiều đồ chơi con vật xe luôn. Bây giờ mình sẽ đem mình đi rửa thật là sạch, mình xem thấy đồ chơi xe sao và những con vật tên gì nha các bạn nha. Wow, các bạn ơi, nước rất là mát luôn các bạn ơi. À, bây giờ mình sẽ rửa, mình xem thử là đồ chơi nó như thế nào các bạn ơi. Wow, đầu tiên là một bạn chó cứu hộ rất Maso. Wow, đã các bạn ơi, đây là chó cứu hộ Maso. Wow, hai xe đồ chơi này các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, ha, à, đây là một em xe máy ủi, wow, xe ủi đất các bạn ơi. Wow, đây là cái mặt nạ nè. Wow, ha, các bạn ơi, đây là một cái mặt nạ siêu nhân robot. Wow, xịn sò nha. Wow, lại một em xe nữa các bạn ơi. Wow, một em xe gì đây ta? Wow, các bạn ơi, haha, đây là một em xe năng cứu hộ nè. Wow, em xe năng cứu hộ trong đội xe cứu hộ chữa cháy này các bạn ơi. Wow, xe đã nha. Wow, tiếp theo là một em đồ chơi con vật gì đây? Wow, các bạn ơi, à, đây là em đồ chơi con bò. Wow, đã chưa? Wow, các bạn ơi, còn rất là nhiều xe nữa nè. Wow, đây là một em xe bầu. Wow, các bạn ơi, à, đây là một em xe trộn bê tông này các bạn ơi, xe M8. Wow, xịn sò luôn. Wow, còn rất là nhiều xe này các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, à, đây là một em xe cần cảo cứu hộ. Wow, rất là xịn sò các bạn ơi. Wow, rất là nhiều xe đồ chơi đá luôn nha. Wow, các bạn ơi, còn rất là nhiều đồ chơi con vật nè. Wow, các bạn ơi, đây là một bác sĩ tử. Wow, đây là một em hươu cao cổ nè các bạn ơi. Wow, đã chưa? Wow, các bạn ơi, đây là bác gấu. Wow, một bác gấu màu đà nha. Wow, haha, các bạn ơi, đây một em hươu cao cổ nè. Wow, các bạn ơi, đây là em hươu cao cổ rất là to luôn. Wow, được hai đồ chơi em hươu cao cổ. Wow, các bạn ơi, còn một cái xe đồ chơi bự nữa nè. Wow, để mình sẽ rửa thật là sạch, mình xem đến xe gì đây. Wow, các bạn ơi, haha, nó bị rớt gì đây ra này các bạn ơi. À, mình sẽ để đây nha. Wow, các bạn ơi, trong này mình thấy có hai bác tài xế màu xanh nước biển nè. Wow, à, các bạn ơi, à, đây là một em xe năng cứu hộ bự nè các bạn ơi. Wow, chỗ này nó có một cái chỗ để mình dán vào, nó năng cứu hộ mình rớt ra rồi các bạn ơi. Wow, mình sẽ để đó nha. Wow, các bạn ơi, à, thấy có một cái mặt nạ gì đây nữa nè các bạn ơi. Wow, ha, các bạn ơi, đây là một cái mặt nạ siêu nhân. Wow, một cái mặt nạ siêu nhân trong đội 5 anh em siêu nhân đấy các bạn ơi. Wow, các bạn ơi,
mình thấy còn rất là nhiều cái hình gì đây nè. Mình nghĩ nó là siêu nhân này các bạn ơi. Mình thấy năm anh em siêu nhân này sao đây các bạn ơi. Wow, mình sẽ rửa cho thật nha. Wow, quá các bạn ơi. Đúng rồi, đây là năm anh em siêu nhân này các bạn ơi. Wow, siêu nhân đỏ quá các bạn ơi, siêu nhân mà không có tai nè. Wow, siêu nhân vàng lại có tai nè, siêu nhân hồng có tai nè. Wow, siêu nhân đỏ, siêu nhân xanh và siêu nhân xanh lá cây là không có tai các bạn ơi. Wow, vui chưa? Wow. Chà, còn rất là nhiều đồ chơi xe nữa các bạn ơi. Wow, M8 các bạn ơi. Auto, đây là một cây xe múc đất nè. Wow, rất là nhiều xe xịn nha. Wow, quá các bạn ơi. Lại một em hươu cao cổ nữa nè các bạn ơi. Hôm nay mình tìm được 3 em hươu cao cổ luôn. Wow, quá các bạn ơi, đây là một con tôm. Wow, đây là một con tôm trong bộ đồ chơi cầu cá đó các bạn ơi. Wow, đây là một em sao biển này các bạn ơi. Ai, một cái máy bay. Wow, một cái máy bay màu xanh nước biển này các bạn ơi. Wow, máy bay xịn sò luôn. Các bạn ơi, còn một đồ chơi bỏ binh gì đây này các bạn ơi. Wow, quá các bạn ơi. Đây là đồ chơi bỏ binh chó cứu hộ Rubble. Wow, mình xin chào bạn chó cứu hộ Rubble nha. Wow, Rubble chào các bạn nha. Wow, các bạn ơi. Đồ chơi bỏ binh chó cứu hộ đã chưa? Wow, có cả chó cứu hộ Muscle và Rubble luôn các bạn ơi. Wow, xịn sò luôn. Wow, các bạn ơi, đây là một em cua. Một em cua và em tôm trong bộ đồ chơi câu cá đó các bạn ơi. Wow, xe đồ chơi nè. Wow, quá các bạn ơi, M8. Đây là một xe. Em xe ô tô bên. Wow, xe ô tô bên này bị rớt cứ đi ra này các bạn ơi. Mình sẽ gài nó vào nha. Wow. Xe. Các bạn ơi, một em xe ô tô bên nhỏ nè. Đã luôn. Wow, các bạn ơi, trong này mình thấy còn xe cu li này sao các bạn ơi? Để mình xem thử là xe cu li gì đây. Wow. Wow các bạn ơi. Đây là xe cu li đua. Wow các bạn ơi, được hai em xe cu li đua luôn. Wow, đã chưa? Hai em xe cu li đua rất là xịn luôn. Còn ba đồ chơi con vật trên đây nữa các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, đây là một anh ngựa vàng. Wow, trên là mình có nó có rất là nhiều cái chất vàng vàng đang đang này các bạn ơi. Wow, mình rất là thích anh ngựa vàng luôn. Wow, các bạn ơi, đây là một anh hổ. Một anh hổ cũng có nhiều cái vàng vàng đang đang giống anh ngựa vàng vậy ta. Vui nha. Wow, các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, đây là một anh báo đốm xe khan. Wow, các bạn ơi, hôm nay mình khám phá rất là nhiều đồ chơi con vật với những cái tên khác nhau và rất là nhiều đồ chơi xe và những chó cứu hộ rất là đã các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đem hết đồ chơi đi về mình chơi nha các bạn nha. Hẹn các bạn ở video lần sau của mình nha. Bye bye.